Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Chúng mày thế đi! Lát bố vợ tao có biến rồi! Này! Dậy! Chuẩn bị đồ đi! Rút qua biên! Thế? Còn mấy thằng trẻ con thì thế nào? Xách cho nó theo! Dậy nhanh lên! Kiểm tra! Tao ai hề! Mau đầu hàng để được hưởng hoan hồng. Tất cả dừng lại. Báo cáo đồng chí trưởng ban chuyên án. Ba đối tượng ngoan cố đã bị tiêu diệt. Số còn lại đã bị khống chế. Bước đầu thu giữ được 3 AK, 2 súng kíp, 5 bao chứa ma túy. Lực lượng và hiện trường an toàn tuyệt đối. Hết. Được. Đồng chí tiếp tục cho khám xét. Rõ. Tiếp tục. Sắc chiến! Thank you.
tập thể dục mà anh cứ như Diệt Minh ấy. Cả một đời vào nếp, bây giờ về nghỉ hưu cũng không lòng người ra được đồng chí vợ ạ. Anh tính thế này, nhà mình vườn rộng, rau củ quả nhiều, có khi mình nuôi một chuồng thỏ, nuôi cái bọn thỏ này như nuôi trẻ con ấy, không thiếu việc làm nữa. Em thấy có được không? Tưởng anh ra tới đầu làng rồi, giờ mới nhận ra là bỏ quên vợ rồi đấy. Ừ, em đi chậm thế. Không mà anh đi nhanh thì có ấy. Cả một đời, chồng một nơi, vợ một nẻo. Giờ đi tập thể dục, anh cũng định bỏ em một mình đấy à? Làm gì có chuyện anh để em một mình. Anh đi công tác cả đời, chẳng phải để về già được về với em nương tựa. Anh hứa đấy nhá, từ bây giờ không được để em một mình đâu đấy. Làm gì có chuyện anh bỏ lại em một mình. Anh hứa chắc như đinh đóng cột. Nghiêm, chào. Thôi, anh Quang, hôm nay anh em trên đồn cùng các cháu con nuôi ở đồn biên phòng Mường Luông về chào anh đây. Anh là anh cả, là người dẫn lối, là đồng đội, là điểm tựa cho chúng em. Sự hy sinh cao cả của anh mãi là tấm gương để chúng em noi theo.